À, các bạn có muốn Miu Seven làm một cái hộp tiết kiệm bằng bìa cắt tông giống như vậy không? Vậy thì chúng ta hãy bấm vào đây để đăng ký kênh cho mình, xong sau đó bấm vào chuông. Ok, và bây giờ chúng ta cùng đi làm nha. Let's go.